vọng được không? Con chủ đi làm ạ. Con đường bác nhà. Thật xe đi, Anna, Anna, Anna. Em, chị nói cái gì bạn nghe một tí thế nào. Không gói à? Từ từ đã, con. Để nó có từng ngâm á. Hai đứa chung với chung với. Cứ để đấy đã, chưa ăn được đâu mà. Để nhiều nước quá. Ngon rồi. Ăn xúc xích nữa không? Có. Ăn không? Có. Ở kia con bắt thái không? Thái. Chụp thái nhỏ nhỏ nhé. Thái á? Thái. 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 Thôi thì ăn xúc xích thôi thôi. Ăn với mì tôm như hôm trước các con có ăn đâu. Ăn rồi chưa? Dài à? Không tiêu mà không? Dài à? Ngon. Vị ngon không? Chú hả? Ăn ngon nhá. Chú con đi làm nhá. Nóng rồi. Cái bây giờ thì vợ uống cay cay lắm. Ăn đi quý. Chú ăn xong. Được rồi, mới nghe hai cái rồi ăn từ từ mai không có nữa. Chúng ta đi cất nhé.
Thank you.
Chắc không có sinh nhật hả? Chị không có sinh nhật hả? Phụ nào nè bà cơ? Không ăn phải bia ốm, tập một giờ, thóm giờ, chắc đường rồi. Sinh nhật hả thầy? Không có cái thêm, cái hết đi cô. Wow. Mình lên lớp. Hết lợi rồi. Wow, đâu? Còn mới giang thôi. Làm đi, đám mới có lần. Làm đi, ta kinh rồi. Mỗi năm anh sinh nhật 3 lần. Không phải ngày nào cũng thế đâu, tiền mình kiếm được. Không như thế với ông này làm như em nhiều quá. Không ba lại đàn cầu cái thời gian chỗ mình thân thấy được đâu. Sao đây? Có hộp in à? Hả? Đi đồng đấy. Đi đồng. Đi đồng. Anh ơi.
Hồ cứ cần về tắm chứ mà ăn. Có cái gứa dạ. Yeah.
chén cho anh. Nói nhè. Lắm mồm không? Mời lên xe ra ngoài không? Ra ngoài tập. Lên xe về đây.